Chào mừng các bạn đến với hội sử dụng phần mềm CAD CAM CINC 4 CAOI. Mình là Dương Vũ, sinh viên khoa cơ khí trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sau đây mình xin phép được hướng dẫn các bạn vẽ cái vỏ ốp điện thoại Nokia như này. Thì các bạn có thể quan sát cái vỏ ốp trên đây. Cái vỏ ốp có vật liệu bằng cao su. Rồi. Bây giờ các bạn mở hoàn cảnh mới lên. Chọn chọn mặt tốt. Để cho mình cái sketch như sau. Tiếp theo các bạn ghi một số kích thước. Kích thước đây là 20 góc này đi là 20. Đây các bạn ghi cho mình là R bằng 126,125. Trước đây là 75. Ta đường cái sketch như này, các bạn sử dụng lệnh một chút. Khối chúng ta tạo đây sẽ là 27,125. Chúng ta được một cái khối như này. Tiếp theo các bạn tiến hành fillet thì mặt bên trên được giá trị cho mình là 4. Và mặt bên dưới này chúng ta sẽ fillet là 10,125. Ok. Tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng cho mình lệnh xem để bỏ đi phần vật liệu bên trong. Ở màu xanh thì các bạn sẽ click vào mặt phía trên như này thì nó cho chúng ta hiện cái face một như này. Các bạn sau khi view để xem trước cái kết quả thì chúng ta sẽ là cái thành mỏng ở đây với độ dày là 2 mm. À, xin lỗi các bạn, là 1,375. Ok. Thì chúng ta đã bỏ đi phần vật liệu bên trong như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành fillet. Kiểu fillet ở đây các bạn chọn cho mình là full round fillet. Đây. Lệnh fillet này mình đã nói khá là kỹ rồi. Ok. Đây thì chúng ta được cái thành fillet như này.
Đây các bạn thấy quan sát. Cái vỏ ta sẽ cong lên trên một chút để có thể ôm được cái thanh điện thoại chặt hơn. Tiếp theo, trên mặt phẳng này các bạn vẽ cho mình một cái sketch như sau. Và sẽ ghi cho mình một số kích thước ở đây là 15, 7, 1, 2, 5. Ở dưới đây là 11, 7, 1, 2, 5. Kích thước ở đây là 12,25. Đây là 50. Tiếp theo thì các bạn sẽ đi lên đi. Cái góc bàn kính ở đây là, các bạn để góc ở đây là 2 nhé. Chúng ta được một cái sketch như này. Thì bạn sẽ sử dụng lệnh như cắt và cắt đi. Đã tạo thành được cái khối như này. Trên mặt right các bạn vẽ cho mình cái sketch như sau. Ghi cho mình một số kích thước. Đây là 24,125. Tiếp theo 5,875. Kích thước ở đây sẽ là 16,375. Kích thước ở đây sẽ là 5,125. Chọn ghi cho mình kích thước ở đây là 20. Và kích thước ở đây là 7,125. Và tiến hành cho mình fillet đi ở đây là hoàn kính là 1,3 phần. Được một cái sketch như này. Thì các bạn sẽ sử dụng mình lấy thứ cắt đảo chiều. Đã được một cái lỗ như này. Tiếp theo mặt bên này các bạn vẽ cho mình một sketch. Các bạn ghi cho mình đường kính lỗ đây là 8,375. Kích thước ở đây các bạn ghi cho mình là
6, 7, 4, 2, 1. Kích thước ở đây là 17, 7, 1, 2, 5. Và các bạn cũng sử dụng cho mình là kích thước cắt. Ta được một cái khe như này. Đây là cái khe để cắm sạc. Tiếp theo, trên mặt roi các bạn hãy vẽ cho mình một cái sketch như sau. Còn ghi đường kính ở đây cho mình là 9,385. Bây giờ ở đây các bạn ghi cho mình là 25,125. Chiều cao các bạn ghi cho mình là 6,125. Xin lỗi, còn ý cho mình là 12,125. Tiếp theo ý cho mình ở đây là 10,125. Tiến hành fillet đi rồi. Chúng ta được một cái step như này. Còn sử dụng cái chút cắt. Chúng ta được một cái lỗ như này, đây là một lỗ dùng để cắm tai nghe, và một cái lỗ đây là lỗ dùng để dọi đèn pin, đèn flash của máy. Tiếp theo thì các bạn sẽ fillet những cái giá trị ở đây. Và sử dụng kiểu full round fillet. Thì anh ta có cái led là do cái góc này nó không nhận.
chỉnh cái bản kính ở đây là 0,875. Hơi to một chút. Thì chúng ta đã vẽ, mình đã vẽ xong cái vỏ ốp như thế này. Thì tiếp theo ta sẽ tiến hành khắc logo của Nokia lên trên. Lên trên đây thì bạn sẽ chọn một cái mặt phẳng. Trên mặt phẳng này các bạn sẽ vẽ theo mình cái sketch như sau. Tiếp theo các bạn sẽ chọn vào tách còn thế biết là Nokia, chọn không chữa đây, chọn kiểu chữ đậm. Ở đây các bạn ghi cho mình là 80. Chúng ta được như này. Ok. Khoan, sửa lại cho mình giá trị ở đây một chút là 7 mút. 7 mút 1 2 5. Sau đó bạn Exit Sketch. Các bạn chọn cho mình lệnh in ở đây. In hoặc các chữ biên dạng. Hoặc các chữ. Các chọn quang. Và chọn mặt chúng ta cần in thì nó đã hiện lên sketch, chúng ta được in lên như thế. Thì ở đây có 3 kiểu, tức là khắc nổi, khắc chìm và in. Thì các bạn chọn cho mình là sẽ khắc nổi lên, ở đây là 0,1 luôn. Ok, sau đó các bạn có thể ở cái mặt phẳng này đi được. Chữ chúng ta được in lên như này. Tiếp theo thì sẽ chọn vật liệu cho cái vỏ ốp. Thì các bạn có thể vào đây, các bạn chọn rubber, chọn ốp. Thì đây là có điện thoại bằng cao su. Nên phần này thì các bạn có thể thêm màu lên đi, bề mặt chữ Nokia nó sẽ nổi hơn. Thank you.
Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong chiếc vỏ ốp điện thoại như thế này, máy Nokia 1280. Thì mình rất mong là cái video này sẽ giúp ích cho các bạn. Chào các bạn.